Xin chào tất cả các bạn nha, đã quay trở lại với kênh của mình và mình là Nguyễn Tất Thắng. Hôm nay thì Thắng đang có mặt tại cầu Bản Lủa. Gần sáng nay thì có một trận mưa rất là lớn. Đêm qua thì mưa ở ngoài thành phố Hà Giang và gần sáng nay thì mưa vào đây thì các bác thấy là nước ở trong suối đã thay đổi hoàn toàn. Đấy, nhưng rất may là thời tiết lại bừng nắng lên rồi nên anh em vẫn quyết định là đổ cầu. Đấy, và nước đã tràn qua cái này tối qua rồi. Cái kia là ngăn trước từ đêm qua hay là sáng nay gần sáng mới ra ngăn đấy? Sáng sớm em về là nước dâng lên là mới cho bà con về mới chặn lại đấy ạ. Thế à? Vâng. Đấy, các bác thấy là nước là, nhưng mà hiện tượng này là đang rút dần rồi. Nhìn như này là theo mực nước kia là đang, thì như chắc cũng đã xuống được mấy phân rồi. Và cái nước về là rất là cao và nhanh và nước nó đục ngầu. Hôm qua nước trong veo, buổi chiều ngày hôm qua Thắng ở đây và chạy đi nhà chị Mo. Hôm nay thì trong cái tổng 160 triệu thì Thắng bàn giao tiếp. Hôm trước là 50 triệu rồi đúng không? Hôm nay Thắng sẽ bàn giao là tiếp cho bạn Thông là 60 triệu và còn lại là Thắng vẫn đang giữ là 50 triệu. Đó. Và hệ thống cánh gà cánh giếc thì khả năng là sẽ có khả năng bị thiếu về kinh phí một chút, tại vì các bác xem cây cầu Thắng cũng làm cái cây cầu này, nếu để đánh giá thì nó cũng là to và dài với cấp độ là đứng thứ hai trong các cây cầu Thắng làm, nó hai nhịp 12m6, 60 triệu tiền mới bàn giao lại nịt cho bạn Thông. Số tiền là 60 triệu, em có phải đếm lại nữa không? Không anh. Đúng. Ok. Thắng đã bàn giao cho bạn Thông đến giờ này, thời điểm này là trực tiếp bạn Thông là người cân đo đong đếm cho thôn. Đấy, là đại diện của thôn, là trưởng thôn. Nhận 160 triệu từ phía Tất Thắng, nhưng mà hôm nay là bàn giao là đã đủ là 110 triệu đúng không? Là còn thiếu 50 triệu nữa là Thắng đã nhận từ bác Ngô Trung và chưa chuyển lại. Và xong khi nào ấy tiếp thì Thắng sẽ bàn giao tiếp 50 triệu đó cho bạn Thông. Ok nhỉ? Dạ vâng. Và qua đây xin được gửi lời cảm ơn đến gia đình bác Ngô Trung đã ủng hộ đến giờ này trên kênh của Tất Thắng là 4 cây cầu. Đó. Phải nói rằng là tuyệt vời. Và cây cầu này đang hiện giờ là đang là to nhất, và không biết còn những cây cầu nào nó to hơn nữa không, nhưng mà rất mong được rằng là sự quan tâm ủng hộ của gia đình bác theo dõi kênh YouTube của Tất Thắng nó truyền tải thực tế lại đến như thế này và bà con được hưởng lợi những cây cầu đẹp như mơ. Chúc gia đình bác sức khỏe hạnh phúc và sẽ lại có những cây cầu yêu thương nữa đến với cả bà con ở những cái vùng miền khác trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Bây giờ nhường lời lại cho bạn Thông, trưởng thôn. Thì qua đây thì cũng chân thành thay mặt cho bà con nhân dân trong thôn cũng xin được chân thành cảm ơn gia đình bác Ngô Trung cũng như là kênh YouTube của anh Tất Thắng
đã kết nối gia đình bác, giúp đỡ cho bà con nhân dân trong thôn Bản Lủa được một cây cầu. Cây cầu này phải nói là cây cầu ước mơ của thôn từ rất lâu rồi. Qua đây thì cũng thay mặt bà con thì cũng chân thành cảm ơn bác. Chúc bác và gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Ok. Rồi bây giờ thì xin mời khán giả và gia đình bác Ngô Trung tiếp tục xem quá trình bà con ở đây đổ cầu như nào và ra làm sao, cây cầu bao giờ sẽ xong. Đang cố gắng thì chỉ trong vòng đến trưa nay thôi nhờ, tại vì tốc độ để cho nó đang nắng như này là cho xong là nó rút ngắn được thời gian nhất. Đấy, khi bê tông nó lên để nó còn kịp xe. Chỉ cần mong rằng mà nó nắng được 4 ngày thôi, không mưa là được, mưa rất phất cũng được. Đấy. Thôi, bây giờ mời các bác xem tiếp phần 2 đổ cầu. Đó, sáng nay là nước có đến đâu? Đến cái em ngăn kia kìa. Đến cái bạt kia đấy à? Rút về xong là mới chống lại chống. Nhưng mà cái hệ thống chống ở bên hai ấy này như này ổn không? Cây chống này. Ok anh ạ. Sợ ửa bửa ra không đấy? Néo trong hết rồi. Néo trong bên kia hả? Anh bấy bên dưới kia là cũng không có trống. Nhưng mà đảm bảo không sợ là nó chửa ra nhá. Có em răng hết thép ở mặt dưới với mặt trên à? Ok. Đi ra đây để đi nào mà lên được cầu rồi nhỉ? Căng ấy nhỉ? Đổ lên ông cao à? Đổ lên cao ấy nhỉ? Đây đang trộn bê tông đây, bên này. Nắng rồi đấy. Đứng ở đây thì các bác nhìn vào thì sẽ thấy luôn mặt cầu luôn. Đó. Ở trên tổng thể bà con những thứ đã vệ sinh sạch sẽ hết rồi. Sắt xiếc là ốp rồi, đầy đủ hết rồi. Đấy. Đây vừa trộn bê tông bên này. Anh em làm nốt bà con đang đảo vữa. Khu này là bộ phận chị em gái. Trời ơi. Còn làm ngược gió này. Đấy, đổ bên này này. Bây giờ là để bên này mình đổ bên này sao? Vừa nãy nó cũng chạy sang bên này. Ủa anh ơi. Đấy, đây bên này ai càng quen rồi. Đi. Đấy rồi, ai đó ba càng quen nó hai tám tuổi. Lúc đấy ở đây đẹp quá. Cái cây đó, hai cây của hai cục đá đó. Dọn đi. Hết đặt. Lấy cây ra đi, vừa đặt lên nhau. Nữa, hiểu không?
Thì đứng ở đây thì các bác sẽ nhìn thấy toàn cảnh và ba mố cầu đã được đắp lên, và rất may rằng là nước ông trời vẫn còn thương bà con. Bao nhiêu cái công sức đã đổ và làm thì nước nó kéo về, nhưng mà bây giờ hiện giờ thì rất may là nước nó đã rút rồi đó. Và ba cái mố cầu này may là thời tiết là không ảnh hưởng gì, nên là nắng lên cái là anh em cho đổ luôn. Đấy, buổi sáng ngày hôm nay thì sẽ đổ xong cái này nhá. Và nữa là nước, mực nước dâng cao, nhưng mà bây giờ rút thì đã là ok rồi. Đến với cả bà con như này rất là vui. Một cái quá trình làm cây cầu này cũng rất là nhiều những cái thăng trầm trong lúc làm, mưa nắng rồi là lũ về, từ lúc nhận tiền đến lúc làm là nó cũng mất khoảng 3-4 tháng mới triển khai được. Tại vì là do ảnh hưởng của mực nước ở cái suối này rất là lớn. Và đến giờ thì các bác nếu mà chỉ cần lấy một cơn mưa như này thôi là nếu mà đi xe máy là không thể qua được rồi. Thế nên là khi có cái cây cầu này bây giờ thì nó rất là ý nghĩa với cả bà con trong bản. Chỉ còn vài hôm nữa thôi là cây cầu nó sẽ hiên ngang ở đây chống chọi với cả dòng lũ này đó, để so với cả mặt bằng của hai bên nhé. Đấy, nếu có nước nó có tràn qua cầu này thì là tràn hết vào trong cái này rồi. Đấy, các bác biết, nhìn biết là hai bên này là mặt cầu là đang cao hơn là 80 phân. Đấy, từ mặt cầu lên và từ đáy cầu là cao hơn 60 phân. Đấy, các bác nhìn thấy cây cầu đang đổ với chiều dày là dày 20 cm. Đấy, và dầm là dầm 40. Đấy, thông báo cho các bác biết là vậy. Cây cầu có 3 dầm. Đấy, một dầm ở giữa và hai dầm cánh hai bên, hai dầm treo hai bên. Đấy, bây giờ là anh em, tại vì hôm qua là nước nó đang to, đâm ra là hôm nay nước nó vừa tràn qua. Sáng nay anh em là đang trước mắt là phải gia cố lại dưới gầm và một số những cái buộc là kiểm tra lại nốt. Máy nó đang đi thử để có thể là đi lên để đổ vữa, bắt đầu đổ những cái vữa đầu tiên lên để làm cầu. Nắng này đổ sớm rồi, vừa mưa xong nắng gắt thật. Bộ phận hậu cần chuyên cắt xi. Cắt xi trộn vữa. Rồi, sắp hết ngày vất vả rồi. Nốt 3 ngày nữa thôi. À, nó mưa đấy để cho nó mát thôi. Mưa, mưa. Cầu là đừng mưa rồi, nhưng mà thời tiết là vẫn phải mưa. Ông trời là ông vui quá đấy, ông đang vui. Bà con có cầu ông vui nên ông mới cho tí mưa cho nó mát mẻ. Mưa mới có chảy. Cái trống rông không?
Thank you.
Mệt lắm chú ạ. Trôi người như chơi. Mấy ông kia ngồi dưới kia không sợ à? Hả? Đang đổ cầu ấy, nguy hiểm đấy nhá. Đó. Mấy ông đang đổ cầu mà các ông ngồi dưới đấy nghỉ nữa thì tôi thua các ông rồi. Đẹp đấy. Bữa biết trộn tốt. Có đủ xi không nhỉ? Anh em lại chở thêm ra không nhỉ? Không, chở về thêm mẹ thứ tư, đang ở đây chỉ có thằng mẹ thứ ba. Mấy xe chở ra? À, đổ xi vào đi. Ở lấy thêm hai cái đũa dầm cái dùi kia. Ở đây là Giao với Tày nói được chuyện với nhau luôn nhỉ? Nói chung là tiếng Tày hết à? Hay tiếng Giao này không có ai biết nghe mà nói. Thế à? Có cháu nghe được mà. Cháu nghe. Nghe được. Nhưng mà chẳng qua không hiểu thôi. Nghe thì cô cũng mới nói. À. Cháu nào? Cháu nghe được mà, cháu bảo cháu nghe được nhưng mà nghe được nhưng không hiểu. Nà tí còn mua như nắng về. À, chỉ biết là nhìn nắng là có ăn cơm thôi. Hả? Đang mời anh ra ăn cơm. À đây. Còn mấy câu nhìn mù nhìn biết kìa thì chịu. À, mù à? À, mù là đi à? À, mù là đi là cũng giống tiếng Mông à? Mù,
mấy bà này cũng mà bên này Tày thôi đúng không? Giao đây giao hết à? Thế giao ở đây là đúng ai toàn đấy nói tiếng Tày thôi. À. Nói tiếng Tày thôi. À. Không có ai là người Tày đây à? À, thanh niên Việt Nam này là đi ấy à? Gái giao đi làm dâu Tày. Lai đây. Lai à? Chưa, đây là vẫn nguyên là giao. Con mới là Lai thôi. Con Lai đấy. Ừ. Giao với Tày. Bên Bó Khiếu này là nguyên người giao này. Bên này là nguyên người Tày, bên Bản Lũa là nguyên người Tày này. Nhưng mà vẫn gọi chung là thôn Bản Lũa hết đúng không? À. Bên khu bên này vẫn có cả người giao à? Cái này cũng có một chóm người giao mà. À. Qua chỗ nhà thông kia đấy á. Qua trong đồi bé này, cái đồi bé nhỉ? Trên đồi bé này đây. À vẫn có trong đấy à? Vẫn có mà. Mấy nhà trong đấy nữa cơ? Ờ đằng sau cái đồi bé. Hơn chục nhà mà. À. Nhưng mà nói có chỗ hơi khác chỗ này. À giao đỏ đúng không? Không, giao này này. À. Cũng là rau quắm. Rau quắm đâu mà rau nhọn đâu. Rau đen đâu.
Thank you.
thước lên đây nhá, bắt qua nhá.
dày ra 40 phần nha. Ờ. 30 phần. Lúc anh tưởng mang hai cái dùi ra mà. Hỏng kìa. Ê, nắng quá nhở. Đấy, sắp xong mặt cầu rồi nhá. Nửa cối rồi các bạn ạ. Cả một cái quá trình các bác xem hình thành cây cầu này nó cũng cực là căng ấy. Đấy, dàn cây trống. Đấy, nước đến hiện giờ thì đang rút đi rất nhiều rồi. Mấy anh em đang nắng là đang căng hết mình để cho nó kịp xong buổi sáng ngày hôm nay. Các bác nhìn thấy cái anh áo trắng kia là một anh làm kỹ thuật. Đấy, hôm nay được trưng tập về đây để hỗ trợ đảm bảo nhất để khâu trộn bê tông rồi làm. Hôm qua thì anh cũng đã đến hướng dẫn làm sắt làm xiếc rồi. Vâng, chào anh. Sớm bây giờ đã đến 11 giờ đâu. 2 giờ ấy. Hôm nọ đổ cái mố kia còn muộn hơn đúng không? Đổ mặt cầu đây là thuận buồm rồi, xuôi gió rồi. Như thế này là chỉ cần 4 ngày thôi là ok rồi. 3-4 ngày thôi mà. 4 ngày cho nó chết hẳn đi. Xong là đổ đất vào hai đầu rồi. Đúng không? Đổ đất kè. Và tin rất là vui nữa là ngày mai ngày kia thì bác Ngô Trung sẽ chuyển tiếp cho Tất Thắng là 1.000 đô. Cho 20 triệu thì Thắng sẽ chuyển về đây cho bản lũa. Như nào đó thì Thắng sẽ thông tin lại. Còn cái nữa là số tiền còn lại lẻ đấy là cho cái bác bị ung thư ở đầu cầu ở bên Nậm Thuổm, rất là tuyệt vời. Thế là thôn bản lùa sẽ có thêm một chút tiền để kè và thậm chí là để cả liên hoan nữa cho bà con, rất là vui. Chúc mừng thôn bản lùa nhá. Bạn Thông rất là tuyệt vời trong cái quá trình vừa qua. Số tiền sẽ đẩy lên thành là 180 triệu cho cây cầu. Ok rồi anh ạ. Ok rồi. Tuyệt vời. Cái này nữa mới cả hôm nào xong hết là anh cũng làm một cái biển. Nó giống cái tên của bên cầu bên kia thôi. Bác và Ngô Khôn Trị. Bên chỗ bạn Minh bạn làm với cả các anh ấy làm ấy. Cầu tên là vẫn là bác Ngô Khôn Trị. Bác này cũng đã mất rồi. Đấy là có tên là
là cây cầu nữa đấy, của gia đình bác Ngô Trung, là bác ấy muốn lấy tên của người anh trai đã mất đấy. Đốt nửa khối này đây đúng không? Nửa khối này là ok đây đúng không? Ok đấy. Máy này nó tiện hơn bao nhiêu. Cứ bảo bà con trộn nguyên cái này cũng đau đầu. Xóa nốt vân này nữa là ok rồi. Xong ở đây cái thắng lại phải chạy đi nậm thuẩm luôn nhá. Chiều nay nậm thuẩm sẽ buộc sắt chứ thứ xong hết. Và sáng ngày mai thì nậm thuẩm cũng bắt đầu tiến hành đổ mặt cầu. Ngoài cây cầu này ra thì tiếp tục lại một cây cầu nữa ở trong Minh Sơn chỗ bạn Bền. Về phía công ty kia cũng đang sắp xếp lịch ngày. Họ đang muốn là chuyển hẳn sang tháng 8 âm lịch để họ làm. Nó rơi vào khoảng thứ 7 chủ nhật tuần này đó. Nếu mà được thì là ok, họ nhất trí là lên là sẽ lại tiến hành tiếp một cây cầu nữa. 400 triệu cây cầu đó. Đây để hết những cái ấy đây để làm lan can sắt phi 14. Nửa gầu nữa kéo đủ đấy.
đẹp. Ok. Gãy gì? Đủ rồi đấy. Xong rồi nha các bác nha. Ngày mai ngày kia là cho nó khô xong là bắt đầu xây bờ kè. Đấy. Bờ kè và đắp hai mố này nữa là xong cầu. Làm lan can. Buổi lan can chiều hay là mai đấy? Cây cầu đã xong rồi các bác nhé. Cái phần quan trọng nhất của cây cầu là mặt cầu và các ba mố cầu, một trụ hai mố là đã xong xuôi, ok hết rồi. Giờ chỉ mong là thời tiết là nó không mưa nữa, để cho 3-4 ngày cho nó chắc. Tuyệt vời. Lan can thì mai anh em bố trí làm tiếp. Thắng xin phép kết thúc cái video của mình ở đây. Và Thắng lại di chuyển sang bên Nậm Thuộm để tiếp tục cây cầu bên Nậm Thuộm nhé. Cây cầu Nậm Thuộm là một trong những cây cầu mà cũng đang làm với tốc độ rất là nhanh. Nửa tháng rồi các bác làm xong cây cầu này là cũng ác rồi đấy. 21 ngày xong hết. Rất hết xì đấy, bảo mai còn làm lan can, xây bờ kè, rửa chân đây, cho mát đây. Ok đấy. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo.